Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống thăm em Quân cùng với lại ông bà một chút cô bác ạ. Và đồng thời thì cháu Lực cũng trích tiền quý của em Quân ra là để mua cho em Quân với lại ông bà thêm một chút thực phẩm nữa. Cũng một thời gian rồi cháu Lực chưa có mua thực phẩm cho em Quân rồi đấy cô bác. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực đi vào và thăm gia đình em Quân và theo dõi hết video của bác nhé. Ở trước mặt cô bác là cái ngôi mộ của người bố của em Quân cô bác. Ngôi mộ của người bố của em Quân hiện tại là ở trong thì gọi là có còn cái xác để mà làm mộ. Còn là như người mẹ của Quân cô bác. Ở đây thì có thể là theo một cái phong tục ở trên vùng cao này thì người mẹ của mình cũng đã mất đi rồi. Thành ra là biết tin là vẫn phải làm, nhưng mà bên trong là không có cái xác gì cả cô bác ạ, chỉ có gọi là làm cái mộ không thôi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có một cái bụi chuối, cây chuối rừng này cô bác này. Ở trên thì cháu Lực nhìn thấy là có hoa luôn, hoa nó nở rất là đẹp cô bác. Không biết cháu Lực đi ra bên này cho cô bác anh chị là cùng xem cái hoa chuối rừng một chút cô bác. Cây này thì như là ông của Quân là dùng để làm thuốc hay sao cô bác ạ, hay nó có tác dụng là để làm thuốc. Cây này thì cái bi chuối của nó cô bác này, bi chuối của nó cứ nở ra là nó cứ chía lên trời thôi, nó không có cụp xuống như kiểu như mấy cái cây chuối ở bên này cô bác. Ngôi mộ của người bố của Quân thì hiện tại là ở phần bên ngoài thì có thể là có những quả dại mọc lên hết rồi, nhưng ở phần bên trên thì cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn rất là mới này cô bác ạ. Mỗi lần mà đi qua đây thì phải không biết là Quân có một cái cảm xúc và một cái nỗi buồn sâu sắc như nào nữa. To dữ nhưng mà cũng có một mình ông ở nhà thôi cô bác ạ. Bà thì là đi đón bé Hiếu rồi. Đi đón bé Hiếu thì phải nói là bà đi từ độ là 3 giờ chiều rồi đến 5 giờ thì mới đến, xong là cả đi cả về cũng rơi vào độ tầm 2 đến 3 tiếng cô bác ạ. Ở đây thì hôm nọ cháu Lực nói là sẽ mua dê để cho gia đình của Quân nuôi cô bác. Quân thì với lại bà thì cũng có làm, Quân thì với lại ông cũng có làm chuồng rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì khi mà cháu Lực đi xuống nhà của Hưng Thuận và cũng có nói với lại bác Thảo Đố, nói rằng là hiện tại nếu mà mua thì để một thời gian thì nó mới mua, thì bác không có dặn cháu Lực là bây giờ thì đang vào mùa lạnh cho nên là chưa thể mua vội cũng được, để một thời gian nữa mua cũng được. Đấy, bác Thảo Đố cũng có đồng ý với ý kiến của cháu Lực cô bác ạ. Không biết là hôm nay là Quân là đi đâu rồi. Phần phía bên ngoài thì hiện tại là trước cháu Lực bảo là làm một cái hành lang như này cô bác này, do là mấy anh em chưa có thể làm được, với lại cũng có thêm một chút công việc, chắc là để mấy hôm nữa thì cháu Lực sẽ lên làm sau cô bác. Phò nưng của má cũng phò à? Sắc má. Như cái màn, cái chăn này thì cũng được là các bác gửi lên cho gia đình của em Quân đâu bác.
Văn này cùng với giáo cán cùng. Ở nhà chứ em mà chứ. Ờ. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là phần là phía bên trong nhà này các bác này, cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi. Hay đến thời điểm hiện tại vào mùa đông các bác thì phải nói thật sự ra trong nhà thì rất là lạnh luôn. Có những cơn gió mà lùa về ấy. Bây giờ còn là mùa đông thì lạnh, còn là mấy nữa đến mùa mưa ấy. Thì mùa mưa thì phải nói là khi mà mưa là hất xuống, hất hết vào nhà luôn. Tính nắp. Ờ cũng à. Cùng 19 năm đấy cùng. Chưa khu hiểm. Năm phải hiểm 9 giờ đấy. Cùng bạn này nó tháo càng bé cùng. Một cái giá rồi. Ờ. Bây giờ thì hiện tại là em Quân không ở cô bác ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng hỏi ông rằng là Quân là đi lâu rồi. Thì ông bảo là Quân là đi đi làm thuê rồi cô bác. Hôm nay thì có người là thuê Quân để làm ấy. Chắc là tiền hôm nay Quân đi làm thì cũng rơi đâu đó độ tầm là 100 nghìn thôi cô bác ạ. Đấy, và cháu được xuống thì cũng có mua thêm cho Quân thêm một ít đồ nữa à, để làm ra phía dù ta phía mình chính ở cùng đó. Ừ. Này bà xô đấy cũng nó phó có chín đấy mấy? Chín ra. Bà lấy bà xô cũng. Này du du tà rau rửa bát đi không? Đấy, để dân lên nước mi dân này ở mi à cũng? Mi ra. Ờ. Để làm lấy nào rồi phía mình yếu. Đấy. Không có gió nè. Đấy. Ở đây thì cháu được trích cái tiền quý của Quân ra là mỗi lần mà khi nào mà gia đình hết thì cháu được sẽ mua cho mua xuống cho gia đình của em Quân cô bác. Đấy, bây giờ thì phải nói là trong thời gian vừa rồi thì các bác gửi cái gửi quần áo này, gửi rất là nhiều đồ cho gia đình của em Quân. Thì còn nói là áo thì cũng đủ để mặc rồi. Đấy, gạo, còn cái về cái phần gạo thì hôm nọ là làm phần đám ma cho bố đó các bác thì cũng được hàng xóm là giúp đỡ mỗi người là một ít thành ra là còn gạo cho nên là cái phần này cháu Lực sẽ không có mua thêm nữa. Vậy như buổi đêm Quân ngủ đây nè cô bác này. Đấy, đêm thì Quân ngủ đây thì phải nói là khá là lạnh rồi cô bác. Đấy, đây thì hôm nọ cháu Lực cũng bảo Quân là dùng cái tấm bạt để che đây rồi nhưng mà không biết. Không hiểu tại sao là em Quân chưa có làm với cô bác, chắc là để một hai hôm nữa thì cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ bảo Quân là dùng bạt quay hết cái chỗ ngủ để cho nó đỡ lạnh thêm một chút. Hay quần áo thì khi mà các bác gửi cho thì em Quân cũng treo lên rất là gọn gàng, những cái móc miếc thì cháu Lực cũng mua cho em Quân. Đấy, như cái bếp nấu cơm của gia đình nhà Quân của bác này một cái bếp lò thôi. Đấy, cái bếp này thì hôm nọ là cũng được là gọi là hình như là bên xã là người ta là hỗ trợ cho mỗi gia đình là một cái bếp như này. Đấy, trong nhà thì phải nói là khá là lạnh lẽo cô bác ạ. Ông thì vừa rồi cất đồ xong không biết là ông là đi đâu làm gì rồi. Ông thì ở nhà là tranh thủ là trời còn không mưa các bác thì là đi lấy củi luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi lấy củi và đồng thời cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại luôn các bác ạ. Thì ông thì là một cái dáng người mà cũng mà nói là rất là gầy còm rồi các bác. Đấy. Ông kể với cháu Lực là từ lúc mà còn khi mà bố Quân là còn nhỏ là cuộc sống của ông, gia đình của ông cũng đã rất là khổ rồi và nuôi nấng được bố của Quân lớn lên thì lại những cái điều mà xảy ra đối với lại bố của Quân cũng như là cuộc sống của ông thì khá là nhiều. Đấy, có những lần thì em Quân ở nhà thì hai ông cháu là cùng đi lấy củi. Và có những lần em Quân không ở nhà thì một mình ông là tự đi lấy củi này, đi lấy cỏ mọi cái. Bây giờ thì ở trong khu thôn của Quân đang ở của bác này thì không có việc gì để mà làm nữa rồi. Nếu mà có việc gì để làm thì Quân sẽ gọi là làm ở đây luôn. Ở kia thì cháu Lực đã nhìn thấy là có một bác là đang cày các bác này. Quân thì nếu mà có gia đình nào mà thuê cày thì là Quân cũng gọi là đi làm thuê để cày ruộng như này các bác này. Một cậu bé năm nay mới 14 tuổi thôi,
mà đã đi điều khiển một con trâu rất là lớn để mà cày. Tất cả thì cũng chỉ vì là đồng tiền, về để mà có tiền mà lo cho cuộc sống, lo cho Quân này, lo cho ông bà này, lại bé Hiếu nữa. Những cái bước chân của ông thì rất là chậm rãi cô bác ạ. Thì ông của Quân thì cũng như là ông của Sử thôi. Thì ông của Sử thì hiện tại là các cháu lớn cả rồi, thành ra là cũng an nhàn hơn một chút. Còn là ông của Quân thì bé Hiếu thì còn là rất là nhỏ. Quân thì cũng có gọi là tuổi thì cũng chưa có được chín chắn mấy, cho nên là còn là rất là nhiều cái suy nghĩ vẫn còn là nông cạn và bồng bột. Sau khi mà cháu Lực ghi hình lên thì được các bác góp ý rất là nhiều. Quân thì cũng được bác xin đi lê là bác ấy mua điện thoại cho, thành ra là có một cái điện thoại để mà lên kênh của cháu Lực này để mà xem những cái bình luận mà các bác đóng góp ý kiến cho. Này có đóng cùng này à? Cùng á? À? Hả? Quân đóng á? Ở đây thì Quân là gieo một chút rau cải này của bác này để mà ăn, hay có khi là Quân cũng gieo rau cải này để mà đem đi bán luôn đấy cô bác ạ. Còn là khá là nhỏ thôi rau cải ấy. Thăm chân nè cũng bây giờ thì sẽ để ông lấy củi. Thì một chút nữa thì cháu Lực sẽ hộ ông là bắt củi về nhà cô bác. Cây nào to quá thì cháu Lực sẽ chặt hộ ông. Thì ông thì hình như là bị một chút về cái đường hô hấp cô bác. Cháu Lực nhìn ông là những cái bước đi của ông có vẻ như là rất là khó thở. Đáng lẽ ra là cái tuổi của ông là phải được nghỉ ngơi rồi cô bác, phải được nghỉ dưỡng rồi. Ở trên vùng cao thì hầu như là các bác các ông thì ai cũng đều là có đều là như vậy, vẫn phải đi rừng để mà lấy củi. Nhưng mà khi mà cái ở đây là cái cuộc sống của ông thì nó lại khác các bác ạ. Không có người nào mà giúp đỡ mình đấy. Bây giờ thì gọi là tất cả những cái gánh nặng thì đều là dồn lên trên đôi vai của Quân thì khá là nhiều. Ông có cha này cái tu mát ở bên cùng đâu? Thăm ở đấy cùng? Mà là thế thăm này à? Cùng à? Cùng. Thế ông thì vừa chặt thì vừa bảo cho Lực là lùi ra bên kia không là cây nó đổ. Ấy ấy lắm rồi cùng. Để cho mà bát tỏ nó cùng nó. Đây. Mà là lít hơn đấy. Mà là thăm ngái hoặc hơi còn. Ờ, có hợp lý chứ. Hả? Còn lý chứ, eo bông. Sạc to thì sẽ mất. Có phát tác hả cũng? Đây vừa rồi thì cho Lực bảo là hộ ông chặt đấy cô bác. Thì ông bảo là thôi để ông chặt cũng được. Đây thì một tí nữa cho Lực sẽ hộ ông vác về sau.
Ông là chỉ ở nhà là chỉ có là gọi là đi lấy củi với lại lấy cỏ về để mà để dự trữ trong nhà thôi các bác. Cái củi này thì bây giờ ông mang về thì ông còn bổ, ông còn phải là bổ để mà để lên trên cái gác bếp để cho nó khô. Đi cùng ấy chứ một nhà đấy cùng đi à? À. Tiến đấy á? À. Vừa rồi thì ông cũng là vừa mới lên là lấy củi xong rồi các bác này. Xong là ông xong mà khi mà cháu Lực về đấy thì ông xuống đấy ông cũng đang chuẩn bị là đi tiếp tục là lấy cỏ, à, lấy củi. Cùng vắt cho vào mắt hún nó cùng nào. Ừ. Một ngày thì ông là đi lấy một vác củi này, một bó cỏ này. À, có hôm thì có Quân ở nhà nữa, thành ra là ông đỡ vất hơn. Còn hôm nào mà Quân mà đi làm ấy, Quân mà đi làm thuê ấy, thì thành ra là ông là ở nhà là một mình ông khác lo cho bò này. Bà thì chỉ có là đi đón bé Hiếu, sáng là đưa bé Hiếu đi học, xong là đến trưa thì ở nhà ăn cơm xong làm mấy việc vặt, đi lấy rau lợn này. Thế thôi, xới lại hết ngày rồi, đến tối lại tiếp tục là đi đón bé Hiếu. Đóng máy cùng tay này thằng nữa cùng. Đóng máy cùng tay này thằng nữa. Đóng máy là cùng á, tay nữa. Thằng có cho máy đồ lâu này lâu qua đây. Ồ. Châu tiếp nếu biết lá thì bắt vừa hạt đi. Ồ. Hai cái chỗ mấy cái thửa nương này thì là thửa nương của gia đình của em Quân này các bác này. Hay trước kia thì là Quân là dùng để trồng ngô ấy, dùng để trồng ngô. Nhưng mà bây giờ thì đang đến mùa đông thì thành ra là không có trồng được một chút gì cả. Cái chỗ này thì cháu Đức cũng nhìn thấy là Quân là trồng thêm là một chút giống một chút là rau cải để mà để ăn cô bác ạ. Quân lên tên này là phải mấy cùng Quân à? À. Quân thì ăn cơm buổi trưa xong. Ăn cơm buổi trưa xong thì Quân mới đi. Ở đây thì cháu Lực bảo ăn cơm buổi trưa các bác. Thì ở trên nhà Quân thì ăn cơm rất là sớm các bác ạ. Đến tầm 9-10 giờ thì ăn cơm rồi. Nhưng mà buổi sáng là không có ăn sáng. Thế ta cơi dù bài bấy cùng. Ờ. Quân thì cùng một người bạn đi để mà đi làm với các bác ạ. Chắc là có khi là bạn kia rủ Quân là ở kia có việc ấy, thành ra là em ấy mới đi. Chắc có khi là đến tầm chiều tối tối thì mới về. Có khi là cháu Lực lấy cùng ông là lấy củi về nhà thì em cũng đã đi làm về rồi. Không biết là ngày hôm nay là em đi làm được bao nhiêu tiền. Thế thì một tí nữa để em mới về thì cháu Lực sẽ hỏi là ngày hôm nay em làm được bao nhiêu tiền và đi làm cái việc gì. Ô lê lít hôm mát bảy bếp cùng nè. Từng gì vậy chứ? Thằng tên chút lít ăn đấy cùng nè. Thằng tên chút lít à? Sau khi mà cháu Lực lên chia sẻ về cái cuộc sống, cái hình ảnh của Quân với lại ông lên thì cũng được rất là nhiều các bác giúp đỡ, nào là gửi rất là nhiều quà cũng như là gửi rất là nhiều những cái tấm lòng vàng của các bác phần trợ duyên tới cho em Quân. Ngày hôm nọ thì cháu Lực cũng đã là cùng em Quân là đi bên xá để bàn giao cái số tiền 50 triệu
là trả tiền ngân hàng ấy cô bác ạ. Trước kia là bố của Quân vay thì cũng vay là gọi là có mục đích hết cả thôi, cũng có một cái dự định và một tương lai để mà thay đổi cái cuộc sống của gia đình, nhưng mà do không may là nhưng mà do không may là cái cuộc sống của Quân, bố của Quân là mắc phải một cái căn bệnh mà rất là hiểm nghèo cô bác ạ. Cái căn bệnh đấy là căn bệnh mà ung thư, thành ra là không có thể mà chạy chữa được rồi. Đấy, có những cái đồng tiền đi Quân, bố của Quân thì cũng không phải là người mà đi làm công việc gì cao sang hay là có đồng lương nhiều cả. Bố của Quân thì cũng đi làm phụ hồ, thành ra là cái số tiền để mà chạy chữa thì cũng không có thể mà đủ tiền để mà chạy được. Đấy, bố của Quân thì chọn cách là im lặng, không nói với gia đình. Đến để một thời điểm thì nó đã đi vào cái giai đoạn cuối rồi thì mới nói cho gia đình biết, gia đình cũng như là Quân biết là bố của Quân là đang mắc phải căn bệnh mà ung thư. Cho nên là dồn tất cả mọi cái công việc cũng như là tiền bạc, cuộc sống đều dồn hết cho em Quân cả. Đấy, cũng rất là may là được các bác là yêu quý Quân, giúp đỡ cho Quân, gửi cái tấm lòng vàng tới cho Quân. Thì cháu Lực cũng đã giúp đỡ cho em Quân bỏ lên trên đôi vai là cái phần khoản ngân hàng. Đấy, và bây giờ hiện tại cái số tiền quý của Quân thì cháu Lực cũng đã vẫn còn cầm ở trên tay là hơn 60 triệu của bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng để mà cháu Lực giúp cho Quân sửa sang, xây sửa lại một cái ngôi nhà cho khang trang và ấm cúng hơn một chút cô bác. Đấy, như ngôi nhà của Quân ở kia thì bố thì gọi là cũng mới làm độ tầm được hơn 2 năm thôi. Đấy, nhưng mà mấy cái cây mà để mà lựa chọn để mà làm cột ấy, thì nó cũng không phải là cây mà chắc chắn quá, chỉ là gọi là tạm bợ thôi. Thành ra là nó xuống cấp rất là nhanh cô bác ạ. Đấy, chỉ cần là một cái cơn gió mạnh thôi, một cơn gió mạnh thôi thì có thể là thổi bay cái phần là mái tôn rồi. Ông bị đứt lít với cùng rồi nè. Một cái cành củi mà cũng không quá lớn quá bác, nhưng mà thấy nhìn thấy ông là kéo là có vẻ như là rất là mệt nhọc quá bác ạ. Bao cung để lại hôm nọ thì cũng được bác là bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà là gửi những cái giống cây ăn quả để cho Quân để trồng. Thì hiện tại cháu Lực nhìn thấy là tất cả những cái cây mà cháu Lực cùng với lại bác Chiêm để trồng thì tất cả mọi cây là đều là sống cả, không có cây nào mà nó bị chết đi cả. Bác cũng có bảo là tầm độ 2 năm nữa thì sẽ có quả để mà cũng như là ăn, xong lại để mà đem đi bán. Đến lúc đó thì bé Hiếu cũng đã biết là gọi là đi bán quả đấy. Thăm đây là cùng mình nè. Bây giờ thì mang về đến nhà thì mới chặt hết cô bác, mới chặt thành cành nhỏ. Người chú mà có cái ngôi nhà ghép ở bên này thì đã đi làm rồi cô bác. Đến Tết, có khi là đến Tết thì hai vợ chồng mới về có một lần thôi. Cho nên là cái lán bên này thì cũng được là ông của Quân là mượn lại, thành ra là có trâu để mà, thành ra là có chỗ để mà để cho bò, chứ không là bò là cũng để ở dưới sàn nhà hết tất cả cô bác. Bò thì ở dưới sàn, còn người thì ở bên trên. Thank you.
Hà lấy mít cúng nè. Đây, một mình ông ở nhà là ông khắc tự làm mọi cái luôn cô bác ạ. Như cái bà thì với bé Hiếu là chưa có về đến nơi, ít nhất phải độ tầm 5 giờ thì mới về đến. Mấy mấy cái nó nung tương lại cùng. Ừ. Có lần thì là ông là đi lấy củi về, ông Quân là Quân bổ xong là đem đi bán đấy, không ạ? Đem đi bán để mà có tiền mua mắm muối mì chính. Cây này thì rất là cứng. Quần thì chắc có khi là đến tối mới về được các bác ạ. Đến chào em cùng nghe em đi ạ. Đến buổi đêm thì ông ấy sẽ ngủ trên này để vào trong bò luôn nữa các bác ạ. Hay ở bên kia thì chỉ có mỗi bà với lại bé Hiếu với lại Quân để ngủ thôi. Sợ là không ngủ đây là người ta trộm mà mất bò đi. Bò thì bây giờ vẫn còn đang là nuôi gọi là nuôi nhờ người ta thôi. Bò này mà mất thì phải nói là không có tiền để mà điền người ta nữa. Nhưng mà bây giờ bò mà đẻ thì còn được con để mà nuôi, để mà có. Nó là khá là lâu ở công việc của bục củi này thì cho được mới làm lại. Củi thì bổ rất là khó ba củi này, tại vì là nó rất là cứng. Ông thì bây giờ đang chẻ những cành nhỏ của nó thôi, còn những cành này thì không lấy dao để mà chẻ được nữa.
Vía khảo ơn lại quân à. Đè cùng à, mình níu thành ra. Bắt đầu tư về đấy cậu đấy nhá. Bé Hiếu thì cùng bà là đi học về rồi cô bác ạ. Cháu được nhìn thấy là từ xa là bà là vừa vừa đón bé Hiếu xong lại vừa lấy cả thêm củi nữa đấy cô bác ạ. Bây giờ thì cái tản ly khá là cao này, nên là không có nhìn thấy bé Hiếu cô bác. Đợi một chút xem là cái phản ứng của bé Hiếu sau một quãng thời gian mà bé đi học ấy, xem là em ấy có thấy có gì thay đổi chưa. Đấy, bà cô bác ơi, thông cảm một ba thông cảm mà, ba thông cảm mà, hả, một ba thông cảm mà. Bé Hiếu thì cái cặp là được hai chị là người Thúy là mua cho. Ôi, ông ta mà, ông ba ta mà, đeo đi, thế đeo đi. Bà thì vừa lấy cả củi đấy cô bác ạ. À, đây là không phải là củi mà là cháu được nhìn thấy là đi ra đường ấy, xem là gặp cái vật gì cản thế là lấy. Chỉ chưa được phải đón Hiếu à phò? Chỉ chưa á? Ờ. Mà này Hiếu, à khỏe hơn mà, mà này mà. Con em ạ, phải lo, phải dân lo, phải dân lo, phải dân lo, mà phải dân lo, mà, phải dân lo. Bà vừa nói với cháu Lực rằng là, bảo là khoảng thời gian này sao không nhìn thấy cháu Lực đâu ấy. Nào, bé Hữu, ra đây, chú lấy kẹo cho này, ra đây, chú lấy bánh cho, ra đây, lấy bánh. Ra đây, khoanh tay xin nào, khoanh tay xin. Xin chú. Rồi, thì để khoanh tay chào các ông bà đó. Chào các ông các bà. Ồ, phải xin chứ. Đây, hai tay đi. Rồi. Đây, sau quá thời gian mà không có gặp bé Hiếu các bác, rất là ngoan. Ôi, rơi rồi. Ra đây chú bóc cho. Mà đây, à bò mà. Bọc chín đâu. Đây. Này, xin. Xin chú. Rồi, đây, rất là ngoan của bác ạ. Này, đi học được bé ngoan không? Hả? Bé ngoan về đây à? Bé ngoan về đây nào à? Bé ngoan về đây nào? Ồ, nói bằng tiếng Nùng là nhiều đâu cô bác ạ. Hãy, ăn đi. Hãy. Bà thì nhìn thấy bé Hiếu cười thì có vẻ như là vui theo bé Hiếu luôn cô bác. Bé Hiếu thì phải nói là một đứa trẻ mà rất là lì cô bác ạ. Thế ở đây thì cái tính nết lì này thì sau này sẽ có thể như là giúp cho em ấy chứng trạc rất là sớm. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, cũng rất là vui khi mà cháu Lực đi xuống gặp bé Hiếu đi học về. Thầy bé biết thêm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, biết là khoanh tay mọi cái, nghe cái giọng của bé nói chuyện thì rất là ngọt của bác. Đấy, còn cái thước phim này cũng khá là dài của bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ thế này thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Nào Hữu, chào tạm biệt các ông bà đi. Chào. Nào, khoanh tay. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông bà. Chào bà. Rồi, bye bye.